ចាសសូមជម្រាបសួរចានាងខ្ញុំជាបណ្ឌិតសុពធីជាវេជ្ជបណ្ឌិតនៅក្នុងគ្លីនិកវឌ្ឍនវិជ្ជាចានៅក្នុងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានអត្ថបទមួយដែលនឹងនិយាយជុំវិញជំងឺរលាកសន្លាក់ឆ្អឹងចាជំងឺរលាកសន្លាក់ឆ្អឹងជាជំងឺមួយដែលតែងតែកើតជាញឹកញាប់ជុំវិញសុខភាពរបស់យើងផងដែរជាពិសេសសម្រាប់ប្រជាជនរបស់យើងចាជំងឺរលាកសន្លាក់ឆ្អឹងនេះគឺជាការដែលប៉ះពាល់ទៅលើសន្លាក់ នឹងក៏ឆ្អឹងខ្ចីចាដែលធ្វើឲ្យសន្លាក់ឆ្អឹងនោះគឺចាប់ផ្ដើមសឹករិចរិលហើយក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យមានការឈឺបញ្ហាដែលមានជំងឺរលាកសន្លាក់ឆ្អឹងនេះភាគច្រើនចាកើតនៅតំបន់ដូចជានៅសន្លាក់ដៃសន្លាក់ឆ្អឹងខ្នងសន្លាក់ជង្គង់ចាហើយនឹងសន្លាក់ត្រគាកទាំងមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីគឺមានអត្រានៃការកើតជំងឺរលាកសន្លាក់ឆ្អឹងនេះដូចគ្នាប៉ុន្តែចាសំពោះស្ត្រីវិញគឺមានអត្រានៃការមានជំងឺនេះ
ចាប់ពីខ្សែឬ 56 ឆ្នាំតើចាជាពិសេសសម្រាប់ស្ត្រីក្រោយពីអស់រដូវចាគឺពួកគាត់សុទ្ធតែប្រឈមមុខជាមួយនឹងជំងឺរលាកស្បែកឆ្អឹងនេះចានឹងជាពិសេសគឺសម្រាប់មនុស្សដែលធាត់ចាដោយសារតែមនុស្សដែលធាត់គឺគាត់ងាយនឹងរលាកណាស់ចាដោយសារតែគាត់មានការសង្កត់ដោយប្រើកម្លាំងខ្លាំងចាជាពិសេសគឺមានការរលាកទៅលើសន្លាក់ឆ្អឹងក្នុងជង្គង់តែម្ដងឬក៏អ្នកខ្លះទៀតនោះគឺគាត់មានបញ្ហាឆ្អឹងមិនប្រក្រតីពីកំណើ
lọt miền cả đua rồi có quạt lọt miền bánh hạt bát từng quế đại bằng cô ai miền mê rốt rồi liệt lơ sờ lạ cha hay yêu tới có ai thua ai miền cả ham nâng sạch định rơ từ lơ sờ lạ phòng đài mua là hai nâng cả ta từng ơn ít cứ sốt tai chia mua là hai đại bằng cô ai miền cả bát bò lơ từ nọ ăn chay rồi bỏ sờ lạ cha chỉ tu tới từ nọ ăn chay cứ đôi khnoi mũi có từ lơ ba sờ lạ nâng vận tải nó về đài sắc định rơ tới nâng thua ai chờ ba chữ ông bỏ dưới nâng bị mạ không cả thua cho nè đại sa ta ở trong lớp ông xây nước về ban đôi chỉ chiết collagen cứ đôi chỉ prem ở mũi sừng đập ao giờ sờ lát thôi cho là bàn tay nó về nè quạt ở sắc định rỡ du du tới có thua ao giờ chiết nước cứ ở sờ miến cứ thua ở bờ chôn mũi ca đại quạt chừ chứng mẹ chừng người đại quạt ở lệ sừng lại chừng đấy cứ quạt chập đã miến nhà đôi chỉ chừ ham lăng cả hôm đang đổ đi hay những ai thua quạt bị bạ không ca thua cho là chả về đại quạt đau về đại đam cuối nước cứ quạt chập đam chư rồi có chập đam nhà rong thả bọt chừng rồi có bọt chừng bọt quạt nó cứ ở bàn lò tề chả nhưng tiếng ngon ít cứ chia bánh hà muối đại luôn nơi trăm thay bọt quạt cứ ở bàn lò tề chứ đóng bay cầm nọ pi rồi bị chay nên bánh hà chung với chừng người là sầm lạnh ít tiếng muối cứ dương ai pi nứt mơ từ lời bánh hà chung vĩnh đôi chi ở sân nhà rồi nghĩa chả hay nâng ở ca pi nứt ta thọt ăn rồi có dương bông tật sầm lạnh vô tới bị phiền hôm nay ai ca phê nâng ca chia bán cứ tha tim muối cứ trơ tài cắt bật thòi kỳ lỗ miền này tha trơ tài à xa hạt pra nâng thôi được bỏ hạt ba trơm tới đồng bây cùng ai thọt về cả bu ca na lại thọt về cứ nghe bật chôm cho mùi nâng ca rồng liệt cha hay mùi tiết cứ sống khan bằng thót vừa ca xóm từ có và cả này như miền ca chưa khẳng cha hay nâng ca pra thanam chia bán cứ đôi chia pra thanam cùng ba ca chưa chát ta mà dễ ở ca lê vừa ca chát hay những ai chia ba tạm giờ ca về cắt bát sơn chỉ ca chia ba loại prathanam nấng mình ba thu sáu bài trẻ sông bạc cũng sông chừng